Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh Hàng Nhật của em. Em tiếp tục có video mới cho ngày hôm nay, ngày 13 tháng 8 và sáng nay thì em tranh thủ có một video sớm giới thiệu với anh chị chú bác một vài cái combo mắt kính đồng giá 100 ngàn mà tối qua thì em chưa có giới thiệu hết. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái sản phẩm trong video này. Số điện thoại của em đang có để ở trên màn hình. Anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại hoặc là tiện nhất thì mình kết bạn Zalo với em để mà mình chốt món hàng mình ưng ý nhất. Shop em đang có chương trình miễn phí vận chuyển cho những cái sản phẩm trong video này. Và lưu ý là em nhận chuyển khoản 100% đi đơn, không có ship code cũng như là không có nhận cọc anh chị ha. Nói tiếp cho video hồi tối qua, tại vì đáng lý là hôm qua là em đã giới thiệu hết rồi, nhưng mà do video nó hơi dài đó, sợ là không kịp cho nên là còn sót lại một ít thôi chứ không nhiều đâu. Thì anh chị nào chưa săn được video tối qua thì mình coi video này nha. Video tối qua thì đa số nó cũng hết nữa rồi đó anh chị ơi. Tại vì giá rẻ quá mình mua để dành xài ha. Cái này rất đẹp nè. Cái này mình mang đi đi trời bụi hay là trời mưa ok nè, tại vì nó không có độ đó anh chị. Gọng của nó là gọng nhựa nha chứ không phải đòi mồi gì đâu. Xe ngang là 135 nhưng mà nó rất mới luôn ha. Và nó modern nữa. Cây đó thì gọng nhựa đó anh chị, xinh lắm. Nó sẽ đi chung với lại cây này. Cây này là dạng một cái cây kính không có độ luôn. Nam mình xài cái này ok và nó độ mới cỡ này nên chị, nó rất là mới luôn á. Đấy, những cái này là hàng đáng lý là em bán trăm trăm mấy cây luôn đó anh chị, nhưng mà em vẫn làm chương trình khuyến mãi cho nó xong cái đợt kính vừa rồi anh chị ha. Size ngang là được 135 137. Combo này siêu đẹp, siêu mới luôn. Chị nào thích thì mình chốt giùm em mã số là S41 nha anh chị ơi. Mã S41 cho combo này. Hai cái này mua về xài liền được và độ mới nó là siêu cao. X41 ha. Video tối qua thì dường như là nó hết rồi. Anh chị mình chưa mua được thì mình coi video này nha anh chị ơi. Rồi tiếp theo em có cái cây này. Cây này của thương hiệu là Kimijima, hàng hiệu của Nhật. Và cái gọng này nó là gọng nghệ thuật nha, siêu đẹp luôn. Các chị các cô mình nên lấy cái gọng này nè. Nếu mà mình có nhu cầu sử dụng kính thì mình lựa những cái gọng mình nó độc lạ như vậy nè. Mình đi ra ngoài tiệm mua thì nó không có đâu anh chị. Mình phải mua cái gọng như vậy thì mình đi cắt thì nó mới có được những cái gọng nghệ thuật ha, gọi là gọng ạt đó. Và gọng nghệ thuật người ta bán trên eBay thôi là đã 8-9 triệu một cái gọng thôi, hàng cũ đó anh chị chứ không có rẻ đâu nha. Cái này thì độ mới cao. Cái chồng này thì có độ rồi nha, mình có thể về mình cắt cái chồng mát mát như vậy cũng được, hoặc là mình cắt lão gì đó mình đeo ha. Size ngang của nó sẽ được là 130. Cái này không phải là nó bị bạc bị chày nhau nha anh chị, cái màu người ta làm sơn thủy vậy đó. Cái này rất đẹp, em cũng có thể bán 200 mấy luôn á, nhưng mà em vẫn sale cho mình với giá là 100 ngàn cho cây này nha. Mã số là X42 cho cái cây kính này ha, cái gọng kính này mã X42 giùm em. Rồi tiếp tục, cây này là ghi chữ là hàng hiệu của Clery, hiệu này chắc của Pháp quá à. Đấy, cây này độ mới nó khoảng cỡ 85%, nhưng mà nó cũng còn rất là đẹp ở cái gọng này, gọng là siêu đẹp luôn ha. Em không có chiếu đèn gì hết cho nên là cái ánh sáng này là tự nhiên luôn, cho nên là anh chị thấy có lỗi hay có gì á là mình thấy hết nha anh chị. Cái mình chiếu đèn, em chiếu đèn lên là nó lung linh lắm, cho nên là thường mắt kính em không có để đèn. Mình xem y chang, mình nhận là nó y chang như vậy hoặc là chỉ có thể đẹp hơn thôi, nó mới xấu hơn đâu ha. Size là 130 cho cái gọng này. Gọng đó nữ mình xài cũng được, nam mà mình thích kiểu cổ cổ thì mình cũng có thể sử dụng được cái gọng đó luôn. Cái đó thì em sẽ đi chung với lại một cái cây này đi. Đây, cây này. Cây này nó bị hỏng cái bên hông rồi. Hôm qua cái khúc kia thì là của nam là nhiều ha. Hôm nay khúc này là của các cô có nè, có mấy cái kính của các cô nè. Các cô mình hôm qua chưa mua được thì mình mua cái này nha. Cái này rất là mới nè, nó được made in China. Đó, bán combo này siêu rẻ luôn, cây này siêu mới luôn á. Cây này hiện tại là nó không có có độ rồi. Cái này hiện tại có độ rồi nhưng mà độ nhẹ thôi ha. Nhưng mà nó rất là mới như vậy nha anh chị, nam nữ sử dụng được. Size 145. Combo này chốt giùm em mã số là X43. Mã X43 cho combo này nha. Rất mới nha anh chị ơi. Mấy cái sản phẩm này siêu mới. Bình thường em bán combo 3 4 cây thì những cái combo mà em bán 2 cây hay 1 cây một mình lên nó là anh chị biết là nó sẽ phải độ mới cao lắm thì mình mới đi một mình ha. Cái này cũng rất là đẹp. Nhưng mà phía bên ngoài thì đẹp nha, cái phần kim loại bên ngoài còn rất là đẹp như vậy. Nó dày bản á, cho nên là nhìn nó đồng thanh đồng thủ ha. Nhưng bên trong thì nó có hơi sờn chỗ này, có chút xíu thôi anh chị. Hàng gọng là gọng titan nha, cứng cáp vô cùng luôn. Size ngang của cái này là được
135 nha anh chị ơi. Đẹp lắm cây đó, các chú mình đeo ok đó. Đẹp và ứng dụng rất là dễ ứng dụng ha. Rồi nó sẽ đi chung với một cây đi. Combo này được hai cây đi ha. Đây cây này là cây này cũng rất là đẹp nha anh chị ơi. Cái gọng này độ mới nó khoảng cỡ 80-82% ha. Trồng này là trồng mát luôn, mua về lau chùi cái là mình xài ok, nó chỉ dính bụi thôi đó anh chị. Size ngang của nó sẽ được là 140-142 nha. Combo này chốt giùm em mã số là X44 giùm em ha. X44 cho cái combo này của Nam. Đó, X44 cho combo của Nam nha anh chị ơi, cũng rất là đẹp nha. Tiếp tục em có combo này là kính mát nha anh chị ơi, combo này kính mát. Chỗ này nó có cái nam châm hít lại chỗ này luôn nè. Cái này là kính mát nha anh chị. Bên trong là hàng có hiệu đó, nhưng mà chắc là made in China rồi. Cái gọng của nó sẽ là gọng nhựa luôn. Rồi nó đi chung với cây này. Hai cây này thì kiểu cái dạng nó cũng khá là thể thao nha. Đó, mấy này đeo modern lắm. Bên hông nó như vậy nè anh chị, cực kỳ là modern luôn. Và mình đeo đi trời nắng, trời mưa. À nhầm, trời nắng, trời gió đâu này kia là quá ok để chạy xe ha. Hoặc là mình đeo đi du lịch được luôn. Size ngang là 135. Cây này là được khoảng là 135 luôn. Combo hai cây này, anh chị sẽ chốt giùm em mã số là X45. X45 cho combo hai cây này nha anh chị. Mã X45. Rồi, tiếp tục. Em chắc có cũng khoảng ba mấy 40 combo nữa là hết. Hết cho cái đợt này anh chị nha. Dĩ nhiên em cũng săn thêm mắt kính giá rẻ cho các anh các chị mình có thể chốt cho những đợt sau ha. Nhưng đợt này thì đa số là nó còn ít thôi. Rồi em có một cái gọng này hàng của Burberry đó anh chị, nhưng mà nó có hơi đồ cũ cái trồng nha, làm cho mình thấy cái tổng thể cái kính nó không được mới, chứ là còn cái gọng người ta còn đẹp nha nè. Burberry mình chỉ cần thay cái trồng thôi là mình thấy cái kính này nó đẹp rồi. Đó, cái trồng này thì nó hơi có đồ cũ như vậy nha. Burberry luôn, hàng VIP á. Size ngang là được 135 nha. Cái gọng này các chú xài rất là đẹp. Nhưng mà em vẫn cũng tặng kèm thêm một cây nữa để cho mình mua combo ha. Tại vì cái gọng nó đẹp, nó hàng hiệu nhưng mà nó không có quá mới, cho nên là mình cũng đi combo luôn. Đây cái gọng này. Gọng này là hàng hiệu của là Monbi nha. Combo này rất là đẹp, hàng hiệu không. Gọng này cũng độ mới không quá cao nhưng mà cũng là hàng hiệu lớn ha. Cái gọng này nó có hơi độ oxy hóa nhẹ nhẹ. Rồi, size ngang của cây này là được 135. Combo này mã số là X46 giùm em nha. Mã X46 cho combo hai cây này. X46 đó anh chị. Rồi, tiếp tục. Gọng này là nó sẽ là bọc bọc da bên sau ha. Cái này bọc da bên sau nè, bên trước là bọc nhựa nha anh chị ơi. Nó có độ hết rồi nha. Cái này thì không có sử dụng liền mà mình phải đi thay giùm em ha. Rồi cái này cũng rất là xinh, nhưng mà nó cũng là bọc nhựa thôi chứ nó không phải là full kim loại ha. Cái này là kính mát luôn nè. Rồi với cây này đi, cây này cũng là kính mát nè. Combo này rất là đẹp, chỉ để em coi thử coi có mấy cây là kính mát nha. Cây này mát nè, cây này mát luôn, cây này cũng mát, chỉ có cây này là có độ thôi ha. Rồi combo này size ngang của cây này là được 135. Cái này bọc nhựa rất là đẹp nè anh chị, bên trong là cây kim loại bự luôn á. 130 cây này của Nam, 135. Rồi cây này thì bọc da phía sau ha. Cây này là được 125. Combo này mã số là X47 giùm em nha. X47 ha. X47 cho cái cây này rất là đẹp nha. Cho combo này rất rẻ rất đẹp luôn. Tiếp tục. Chưa, để em để lại nữa thôi nó bị tách ra. Tiếp theo. Cái này đẹp quá. Cái này là hàng hiệu của là Rigani. Cái này của nữ nè anh chị. Nó mỏng manh vậy thôi nhưng mà nhìn nó rất đẹp. Gọng của nó là họa tiết, cái gọng của nó là kiểu uốn lượn như vậy nè nha. Đơn giản nhẹ nhàng thanh lịch luôn. Rồi, size ngang của cây này là được 135 nha anh chị ơi. Cây này size ngang của nó sẽ là được 135. Nó sẽ đi chung với cây này. Ừ.
Cái này cũng là gọng nghệ thuật nhưng mà điều nó có hơi đồ cũ nha anh chị. Cái này là hàng hiệu đó. Đó. Nhưng mà nó có hơi đồ cũ, mình về mình lau chùi sơ sơ lại giùm em ha. Size ngang của cái này nó là được 130. Cái này thì nó hơi cũ phần sau như vậy nha. Nhưng mà do là chưa có lau chùi thôi, mình lau chùi lên là nó sáng lên một chút ha. Chủ yếu là mình lấy cái này. Rồi, tặng kèm cho mình thêm một cây nữa đi, cây này đi. Cây này nhìn nó cũng xinh xinh nè, cắt kính lão là ok. Mẫu này thì nó tông màu của nó là tông màu nâu. Gọng á, thì là gọng kim loại, cứng cáp lắm, ta sơn màu nâu ha. Cái trồng thì hiện tại đã có độ rồi. Size là 125. Combo này mã số là X48. X48 cho cái combo này của nữ nha anh chị. Rồi tiếp tục. Tiếp tục là một số cái kính mát nha. Cái kính mát này đẹp quá nè. Kính mát này tuy nhiên tuy nó không có hiệu nhưng mà đeo nó cũng rất là mướt mắt, nó không có khó chịu gì đâu anh chị. Made in China ha, mã số tùm lum. Cái này chị nào mặc tròn to mình đeo ok, tại vì nó có cái mắt mèo á và cái độ rộng này nó rộng nè, cái mặt mình tròn là mình đeo mấy cái này là nó phù hợp á anh chị. Size ngang là được 135 ha. Rồi nó sẽ đi chung với là một cái kính mát nữa đi cho nó cùng tông đi. Đây cái này cũng xinh. Cái này cũng là kính mát luôn và nó thêm cái chỗ là nó có ve ve chỗ này nữa nè, kiểu như trời bụi rồi này kia mình đi ok ha, mình đeo lao động gì cũng được. Đó là cái trồng, đó là trồng mát nha, đeo cũng mất rượt. Gọng là gọng nhựa, size là 150 ha. Combo hai cây này chốt giùm em mã số là X49. X49 cho combo hai cây kính mát nha. Rồi tiếp theo cây này, cây này là của nữ đó anh chị. Cái này của nữ nè, nhưng mà mặc chị nào mà kiểu trái xoan đồ này kia thì mình đeo cái mẫu này nó hợp ha, còn mặt tròn là mình đeo không hợp đâu. Cái này nó cũng là cái trồng mát luôn nha anh chị, gọng là gọng nhựa, trồng là trồng mát, rất là nhiều mã số nhưng mà nó lại không có để hiệu. Size ngang là được 140 nha, ngang 140. Rồi nó đi chung với lại cây này cũng xinh, cây này nam nữ xài được luôn. Cái này cũng là kính mát luôn ha. Cái này là cái họa tiết thôi chứ không phải thương hiệu nha anh chị. Cái họa tiết người ta làm đầu lâu vậy đó. Đây là người ta ombre cái màu. Đẹp ha. Cái này cái khung bên trong là khung kim loại như vậy. Bên ngoài nó sẽ là cái kính. Nhìn nó cũng hay hay á anh chị. Cái này nhìn ngầu lắm nè. Size ngang á là được 135. Combo này chốt giùm em mã số là X50. X50 cho combo này nha anh chị ơi. Mã X50. Ít cái kính mát xong rồi tới gọng kính tiếp ha. Rồi X50. Rồi tiếp tục. Cái gọng này đẹp quá, tông màu đẹp và nó mới lắm nè. Cái này hình như là cũng là kính mát luôn á anh chị. Cái này là kính mát, các chú mình mua về xài liền được luôn nè. Nó mới lắm, cực kỳ mới luôn. Và cái trồng mát này nó kiểu tông màu hơi xanh xanh, đen đen á. Nó không có đen thùi nha, xanh xanh vậy đó. Size ngang là được 130. Nữ mình vẫn có thể xài được mẫu đó luôn. Rồi chung với lại cây này. Cái này cũng là cây kính mát. Không, cây này tối hù luôn anh chị ơi. Cây này tặng kèm đi nha, đeo vô kiểu như đeo chụp hình thôi chứ còn nó không có sáng rõ đâu, nó hơi tối nha. Rồi, cây này. Kiếm cây kính mát cho combo này chung cho nó xong nè. Đây. Cái này cũng là kính mát nha, dạng thể thao nè anh chị. Gọng này là gọng nhựa ha. Trên đây thì nó có hơi hơi chày chày chút xíu nhưng mà khi mình đeo nó không có khó chịu đâu. Người ta vuốt cái cây này rất là thể thao luôn đó anh chị, đẹp nha. Đó, mình đeo đi đạp xe hay là mình chạy xe gì cũng ok hết. Size ngang là được 130 ha. Mã số là X51 cho cái combo này, mã X51 cho em nha. Xong là em hết những cái combo 100 ngàn đó. Anh chị muốn mua combo giá rẻ nữa thì phải đợi em đợt sau hàng về thì em soạn, nếu mà có hàng sale á, thì em mới sale tiếp, còn không thì chưa biết khi nào là có lại đó anh chị. Rồi cây này là cây kính mát. Cái này là cái kiểu thôi chứ không phải là hàng của Gucci đâu nha anh chị. Nhưng mà nó rất là đẹp như vậy nè, độ mới cũng cao, đeo nó cũng mướt quá. Các chị mình đeo thời trang đi du lịch đồ này kia là quá đẹp luôn. Cây đó xinh lắm á. Nhưng mà không phải hàng hiệu ha, không phải hiệu Gucci ha. Cái đó là cái kiểu người ta làm thôi chứ không phải là hiệu. Rồi cái đó sẽ đi chung với lại cây này cho nó xinh xinh nè. Cây này thì mình đeo đi biển đều là quá đẹp luôn.
trồng đó là trồng mát nha anh chị ơi, trồng mát có hơi kiểu gọi là gì, phủ bóng bên trước gọi là trắng gương anh chị ha, hơi hơi thôi. Size 140. Rồi combo này mình chốt giùm em mã số là X52. Hai cái đều rất là mới và nó màu đen đó. X52 cho combo này. X52. Rồi qua tới gọng đi. Rồi em có cái này. Cái này thì nó còn sợi dây nữa nè. Chị nào có lấy sợi dây thì mình lấy cái combo này về, mình lấy sợi dây mình xài cho cái kính khác cũng ok nữa. 2 cây. 3 cây. Cây này thì nó cũng là nhựa và bọc nhựa hết nha anh chị ạ. Cái này thì được cái sợi dây xinh ha. Mình mua cái sợi dây đeo kính nó cũng đắt tiền. Cái đó thì dây hạt cườm á. Size ngang là được 130. Đó, cái này cái kiểu nó như vậy. 130, còn cái cây mà có sợi dây thì nó to hơn. 135. Combo này mã số là X53. Lấy cái gọng nha anh chị ơi. Lấy phụ kiện, lấy cái gọng ha. Chứ cái này nó có độ hết rồi, không có xài liền được. Rồi, X53 cho combo này. Mã X53. Tiếp tục em có cây này. Cây này dành cho các anh, các chú, các cô mình đều đeo được hết luôn. Mấy cái số này anh chị đừng quan tâm ha. Cái đó là em đánh dấu mấy đợt trước thôi. Size là 120. Rồi mình cứ nghe cái mã số của em đọc bữa nay là ok. Cái này thì tông màu của nó là tông màu xanh, xanh rêu đậm anh chị. Đó, hai cái nó giống giống nhau nhưng mà nó khác cái tông màu. Size ngang này là được 130 cho cái này. Rồi, nó sẽ đi chung với một cây nữa. Cây này xinh. Cái này thì trên đây người ta có ghi cộng 1, tức là một độ lão đó, nhưng mà không có chắc chắn nha anh chị, tại vì hàng si á mình không biết người ta có đổi chưa, có thay chưa. Cho nên em cũng chỉ bán cái gọng thôi ha, không có bán cái độ đâu. Size ngang này là được 125. Combo này ba màu luôn. X54 nha. X54 giùm em cho cái combo này. Mã X54. Rồi, tiếp tục. Cây này quá trời xinh nè. Cây này đẹp lắm anh chị, made in China nhưng mà người ta đẹp cực kỳ luôn. Đây, cái gọng của nó đẹp như vậy nè, gọng ạt đó anh chị. Cái này các chị các cô nên chốt nè. Tông màu quá xinh. Đó, mình cắt cận hay cắt lão đều phù hợp với cây này hết. Độ mới cao, size là được 135. Size của nó là size 135, mình sẽ đi chung cây này nha. Cái này mình cũng cắt lão được luôn. Cái này thì độ mới không bằng cây kia và nó không có nhiều họa tiết, nhưng mà kiểu như bữa nào mình thích đơn giản thì mình lấy cây này ha. Size 130. Rồi combo này chốt giùm em mã số là X55. Mình nói cây này không là dư tiền rồi đó anh chị, tại vì em vẫn bán combo rẻ cho các chị mình thôi, chứ cho dọn kho luôn. Chứ còn riêng cây đó không là 200 ngàn bình thường. Mà X55 nha anh chị. Gọng nhựa nè, cái này bọc nhựa nè. Cây này nhựa nè. Đó, cái này có hiệu đó. Hàng đẹp đẹp không à. Nhưng mà vẫn sale, sale cho nó hết hàng. Rồi bắt đầu vài bữa hàng mới về đó anh chị. Cái này cái gọng luôn. Cái này cũng là cái gọng nha. Tất cả đều là cái gọng hết. Mua về mình không có xài liền mà mình phải đi thay ha. Thay cái chồng ha. Độ mới cao. Size ngang là được 135 nè. Cái này xinh. Cái này nó có kiểu như là hoa tuyết vậy đó anh chị. Cưng ha. Size ngang này là được 130. Rồi cái này thì đen thùi luôn. 130. Cái này thì nó có kim tuyến nha. Có ánh kim tuyến. 130. Combo này mã số là X56. Mã X56 cho combo này nha anh chị ơi. X56. Rồi tiếp tục. Chắc có khoảng tầm 30 mấy 40 combo. Cái này là một cây kính mát đẹp nè. Chị nào mặt to mình lấy cái này nha. Khi mà mình đeo thì hai bên nó như vậy. Ở bên trong thì nó có họa tiết nhưng bên ngoài nó đen ha. Cái trồng của nó đen. Đeo vô nó mướt nha, nó không có khó chịu đâu. Size ngang là được 140 cho cái này. 140. Kiếm thêm một cây to như vậy cũng hơi khó đó anh chị. Cái đó nó cũng hơi hơi độc lạ, hơi to. To bản nha. Cây này thì nó hơi mờ tặng kèm đi. Cái nó có đeo vô nó hơi mù mù mờ mờ. Kiểu như cái chồng người ta làm nó không có sáng như cái kia đó. Cái này hàng hiệu nè. Hàng hiệu không phải Polo mà là Polio. Không phải Polo nha, cái này nam xài được, nữ mình thích độc lạ mình xài cũng ok luôn. Kính mát luôn đó anh chị, size 140. Mua hai cây này tặng kèm cây này ha. Mã số là X57 cho combo này.
mã X57 dùm em nha. X57. Rồi tiếp tục. Tối nay là em có lên túi mới về nha anh chị nha, túi sách mới về. Tiếp theo, cây này nhỏ chiếu ha, để lát coi có cây nào nhỏ nữa thì đi chung. Cây này là tròn do nè, tròn do một cây, tròn do nhưng mà bữa nay không có nhiều cây tròn do đâu. Cây này 2 cây, cái đó thì xài xài liền đó anh chị, nó không có độ sẵn nhưng mà nó không có nhiều, có 2 cây đó thôi cho bé ha. Đây combo cho bé này bán rẻ luôn đi, 4 cây luôn đi cho bé nhỏ nha. Nhà có con trai con gái thì mình mua combo này đủ xài. Cây này hàng hiệu của Coleman luôn đó anh chị, made in China. Nhưng mà cái dòng mắt kính thì của thương hiệu này họ không có made in Mỹ đâu, made in China hết. Size này là 120 nha. Cái gọng này là gọng silicon rất là xịn nha. Cái này thì là kính mát luôn dành cho bé gái nè, cưng lắm. Size ngang là được 115. Cái này là cái kính mát tròn do cho các bé trai cũng đẹp, cái gái cũng đẹp, 115. Cái này thì người lớn mình xài cũng được luôn, tức là khi mình mở ra nó bự lắm. Nhưng mà cái mặt mình nhỏ thì nó ốp vô chút không sao nha. Có tráng gương luôn, xinh cực kỳ, nhìn độc lạ dữ lắm anh chị. Đó, cái này kiểu độc lạ nha. Rồi, combo này rất là rẻ, nhà có trẻ em mình lấy liền, size 120, mã số là X58. Mã X58 cho combo này. X58 nha. Rồi tiếp tục. Gọng này là gọng nhựa, cái này không có cái trồng luôn. Mình mua về mình để vậy mình đeo kiểu thời trang hoặc là mình cắt cũng được ha. Nó không có cái trồng sẵn. 3 cây. Thêm cây này nữa là 4 cây. Đó, đẹp nha. Về lấy cái chồng, cái này cắt cận là đẹp luôn. Size 140 nè. Cái này của jean luôn chứ, hàng xịn đó anh chị. Size này là được 138, 139. Cái này là được 130. Rồi, còn cây này là được 140. Combo này mã số là X59. Mã X59 cho combo này ha. Rồi, tiếp tục. Cây kính mát nè. Cây kính mát này gọng nhựa ha. Cái chồng của nó cũng nhựa luôn. Cái này thể thao. Ôi ba cây này đẹp nè. Thôi cây này cho cái qua combo khác đi, cho cây này nó vô thể thao luôn đi nè. Cây này thể thao nha anh chị ơi. Nhưng mà nó có hơi đồ cũ ha. Hàng hiệu đó nha. Cái logo của nó là gì đây? Độc lạ nha. Taiwan. Nó hơi cũ. Mình về mình lau chùi, chùi rửa lại giùm em ha. Dạng thể thao nè. Size ngang là 135. Cây này cũng to. 145. Cây này. Cây này được nè. Cây này nhưng mà phin phim cái chỗ này nó hơi xuống màu. 140 nha. Quá rẻ. Mã X60 cho combo này. Mã X60 cho 3 cây này nha chị. X60 siêu rẻ. Sáng sáng đi chạy xe đạp, tập thể dục cũng ok. Rồi tiếp tục. Kính xe đạp người ta bắn mắt lắm anh chị. Một cây chứ không phải hàng giá rẻ đâu. Cây này 2 cây. Cái này là gọng của nam nha, dành cho các chú. 3 cây. 3 cây này một combo ha. Gọng ha. Rồi cây này màu nâu nè, độ mới ổn ha, trên 80 mấy%. Size là 130. Cây này thì nó không có độ nha, mua về xài liền cây này được nè. 140. Cây này thì cắt cận là đẹp, cắt lão cũng ok. 133. Combo này mã số là X61. Mã X61 cho combo này. Chắc có tầm 10 mấy combo nữa là hết. Rồi tiếp tục. Một cây gọng nhựa nè. 2 cây. Cây này kim loại nha, của jean đó. Nhưng mà bên sau là cây nhựa, bên trước là kim loại. Hàng của jean đó, 3 cây. 4 cây. Cây này nó bị dột rồi. Đây cây này đi. Đó, combo này xinh, có hàng hiệu nha. Nói cái này không đủ tiền rồi, hàng hiệu của jean đó anh chị. Nhưng mà phía trước nó có hơi bị một vài chỗ nó hơi chày cái phần sơn tĩnh điện á. Chứ còn bên sau đồ này kia là ổn ha. Size ngang là 135. Cái này là được 130. Lấy cái gọng ha. 125. Cái này cũng xinh nè.
130. À không. Cái này là được 130 đúng rồi. 130. Cái này thì không có độ nè, mình mua về mình đeo liền, ok đó anh chị. Xinh. Rẻ luôn. Mã số là X62 cho combo này. Mã X62. Hai cái này đi, hai cái này của nữ hết nè. Tông nó xinh, nó tự tự nhau về cái kiểu ha, size 140 dành cho các chị nè. Đó, gồng màu hồng trẻ trung năng động, còn cái này là nhựa mà người ta làm cái màu như vậy nha, chứ không phải là hổ phách hay là không phải mai rùa gì đâu. Này là được 135. Combo này mã số là S63. Mã S63 cho combo này. S63. Rồi tiếp tục. Gọng này đẹp nè. Tới cái gọng ha. Gọng này của Job nè anh chị, cái này xinh không? Đó, cái gọng đó là về mình cắt lão hay là cắt cận đều đẹp luôn. Gọng của thương hiệu Job. Cái này. Cái này của Brado. Là một cây nữa đi. Cái này hàng của là Vista Rem Japan nè. Cái bông này rẻ nè anh chị. Xinh nha. Size ngang nó vàng chóe vậy nè. Size ngang là được 125 127, cái này to hơn. Cái này là được 145. Rồi cái này là được 135. Combo này mã số là X64 nha anh chị ơi. Mã X64 giùm em cho combo này, ba cây. X64. Rồi tiếp tục. Cái này hàng hiệu nè, dành cho các cô nè, rộng quá đẹp luôn. Christian Jador, không có phải Dior đâu nha, nhưng mà đẹp cỡ này nè, hoa lá cành, tông màu xinh, size ngang á là được 130. Đó, cái này sẽ đi chung với một cây cho nó xinh xắn kiểu đó nữa đi, cho các cô mình xài. Cái này cũng rất là xinh nè, à, nó đơn giản ha. Cây kia thì nó hoa hồi, cây này đơn giản để mình xài, tùy bữa mình thích xài cái nào mình xài. Size ngang là 135. Combo này mã X65. X65 nha anh chị ơi. Rồi tiếp tục. Cây này là gọng nhựa giống giống cây nãy, nãy con cây giống vậy nè. Hai cây. Cây này là oval trứng, ba cây. 4 cây. 4 cây cho combo này ha. Hàng siêu rẻ luôn anh chị, để em lấy một cây cho nó cùng cái tông này. Đấy, siêu rẻ luôn nha. Không có thể nào mà mua ở đâu rẻ hơn. Size là 135. 135. Cái này xinh ha, cái này trẻ trung nè. À, 130. Cái này gì cắt cận là bao đẹp. 130. Combo này mã số là X66. Mã X66 giùm em cho combo này. Thường gọng nhựa với bọc nhựa em bán rất là rẻ. Còn gọng kim loại thì bán cũng rẻ luôn. Đó. Nói chung là bán hàng sale. Giá siêu rẻ nha. Mình về mình chỉ cần lau chùi xử lý chút xíu là đẹp liền. Cây này là cây kính mát. Và nó sẽ đi chung với lại cây này đi. Cây này cũng là kính mát. Nên là dạng nó ôm ôm bo bo ha. Cái này các anh mình đeo đẹp nè. Bên sau là bọc da. Cái màu, cái trồng này là trồng chống UV luôn nha, xinh nha. Bên trong là gọng kim loại như vậy, bên ngoài xinh không? Đó. Size ngang của nó sẽ được là 145. Cái này thì gọng nhựa. Ngang là được 140, 142. X67 cho combo này. Mã X67 nha anh chị ơi. X67. Tiếp tục. Cây này. Cái này là gọng của nữ ha, bên hông nó như vậy. À, cũng có họa tiết nhưng mà đơn giản thôi, không có cầu kỳ quá. Một cây. Cây này cũng là dành cho các chị các cô luôn. Nó cũng rất là đẹp nhưng mà nó sẽ có hơi bị sờn ở đây. Sờn bên mặt trong á anh chị, còn bên ngoài thì ok nha. Hai cây. Thêm cây nữa đi cho combo này. Cây này thì tông màu của nó là tông màu hồng, hàng hiệu của là Yukitori nè. Đó, bên ngoài nó đẹp như vậy nè. Khi mình đeo nó đẹp lắm. Tại cái chồng này nó đang cũ, cho nên mình làm tổng thể cái kính mình nó cũ thôi. Chứ mình đeo nó cũng, khi mình đổi rồi đó, thì nó trong vắt nó đẹp ha. Size là 130.
140, 135, X68. Mã X68 cho combo này. X68. Rồi tiếp tục. Một cây. Hai cây, cây này chắc kín lớp quá à. Kính mát 3 cây. Bốn cây. Thêm một cái gọng nhựa nữa để cho cái này nó hoàn thành bốn cây này vô combo. Đây, gọng này đẹp nè. Đấy, cái này đẹp nha. Mấy mã số là anh chị không quan tâm ha, khi mà em gửi cho anh chị thì em lau sạch hết, mình yên tâm mấy cái phần đó. Size là 140, cái này gọng nhựa 145, cái này là 135, cái này đẹp nè, 135 đó. Combo như vậy đó anh chị, 100.000. X69 nha, cho combo này. Mà X69. Tiếp tục. Kính mát nè, 1 cây, 2 cây, thêm cây kính mát nữa đây. Cây này to nè, cây này vừa nè, 3 cây, 3 cây này ha, của nữ nha anh chị, 3 cây, gọng nhựa nha, size 130, lau chùi cái là nó bóng hới là 135, cây này đẹp nè, 145, cây này bên hông nó xinh nè, đó. Rồi, combo này mã số là X70. Mã X70 giùm em nha anh chị, X70. Rồi, tiếp tục. Gọng này của các chú nè, 1 cây. 2 cây. 3 cây. 3 cây 3 màu luôn. Đó, 3 cây 3 màu nha, màu đen, màu vàng, màu bạc. Đó, cái này thì có hơi đồ oxy hóa phía trong nha, phía ngoài là ok, hàng hiệu đó anh chị. Cái này là hiệu Van Gua gì nè. Rồi, size ngang là được 135. Cây màu vàng này rất là mới. 135 luôn. Đó. Cây đen nè, cây đen. Mấy cái này dính bụi thôi, mình lau chùi là ok. 130. X71 nha anh chị ơi. Mã X71 cho cái combo này. Mã X71. Rồi tiếp tục. Cái này cắt cận và đẹp nha. Này dính bụi nha anh chị ơi. Dính bụi kệ nó ha. Mình lau chùi là nó sạch lên, nó đẹp lên á. Hai cây. Này dính bụi. Nó nằm bên dưới á, nên em chưa có lau chùi tới. Hai cây. Có một cây thấy nó cũng cùng cái tông nè, mà nó hơi bụi luôn. Thôi cây đó không được, cây này đi. Cây này cắt đẹp nè. Ui cây này bên hông đẹp quá. Đây, nhìn cái kiểu xương cá nha. Thêm cây nữa đi cho combo này nó đậm đà luôn. Cây của nam nữa. Cây này nha anh chị. Đây cây này. Tại vì hai cái này dính bụi, bây giờ mình phải xử lý nhiều cho nên combo này bán rẻ ha. Độ mới này khoảng cỡ 70-80%. Size ngang của nó sẽ được là 135 nè. Cái này xinh tông màu tím. 135. 130. 140. Mã số là X72. Cho combo này. Mã X72. X72. Rồi tiếp theo. Màu đỏ nè, 1 cây. 2 cây. 3 cây. Vài combo nó hết rồi chị.
bốn cây, bốn cây này của nữ nha. À, cây này xinh nè. Đó. Cái gọng nó đẹp lắm. Đồ mới cao, 130, cái này thì nó không mới lắm nhưng mà nó cũng đẹp. Đó, cái gọng của nó như vậy nè anh chị. 140, cái này gọng màu đỏ. 125. Cái này hàng hiệu luôn đó, 130. Combo này S73. Mã S73 giùm em. S73 cho combo này. Rồi tiếp tục. Máy này dính bụi, mình về mình lau bụi giùm em ha. Rồi khi gửi cho anh chị thì em cũng có lau sơ sơ rồi. Đó. Nhưng mà khi giới thiệu thì nó hơi bụi bụi chút nha. Rồi cái này, máy này là không có độ đâu, mình về mình xài liền á, lau bụi cái là xài nha. Còn cây nữa, đây. Đó, cái này nó dính bụi thôi nha, chứ không có cũ nha anh chị, lau lên cái là sáng trưng à. Tại em không có để cái nước lau kính ở đây cho nên không có lau liền được cho anh chị á. 140 nè, cái này đẹp nè. Đeo đi chơi bụi cũng quá ok. 140. Mấy cái này là không có độ ha, 130. X74 cho combo này. Mã X74. X74. Rồi cái này thì hơi đồ cũ nè, tặng kèm combo đi. Đấy, hai cây. Này hàng hiệu luôn nè, Oliver gì nè, ba cây. Thêm cây tông này cho các chú nữa đi. Bốn cây. Đó, bốn cây này nha. Một combo đó. Size ngang là được 130, nó y như hình luôn. Cái này là tông hồng 120. Cái này thì nó hơi cũ nhưng mà nó cứng cáp lắm nha. 130, cái này thì không có hiệu. 125. Rồi. S75. Combo 4 cây này S75. Em có hai cái kính đọc sách nè cho các chú nè, dạng nhỏ nhỏ nè. Hai cây này đọc sách nha. Đây, một cây. Cái này to hơn, cái này nhỏ chiếu chịu chiêu luôn. À không, cái này nó gãy hết bên rồi, bỏ qua đi ha. Vậy để cây đọc sách này lại. Em kiếm thêm cây khác nó có cùng tông thì em đưa vô. Tại em tưởng cây kia xài được, còn cây kia nó gãy rồi. Nè, một cây nè, hai cây kính mát nha. Vài cây nữa cho nó gọn luôn, ba cây. Ba cây kính mát rồi đó. Bốn cây này ha. Kính mát hết nhưng mà không có mới lắm đâu. À, 130 nè. Cái này đẹp nè. Cái này bọc da phía sau luôn. Nhìn màu đen đó anh chị. 140. Cái này nó có hai cái dè đây. 140. Cái này xinh. Cái này cái anh đeo đẹp nè. Màu đen. 140. X76. Mà X76 cho combo này. X76 nha anh chị. Rồi tiếp tục. Một cây cho các cô đó. Hai, ba, bốn cây đi. Cái này cũng xinh quá nè. Nên nó có hơi độ cũ như vậy nha. Gồng ạt hết, lau chùi cái là nó đẹp lên thôi chị. Cái này là mình đại trà, mình không có lau chùi kỹ từng cây đó. Còn của mình rồi thì mình chăm nó là nó đẹp ha. 140, 130 ha. Đó, cái này nó xinh như vậy. Rồi, cái này màu đỏ. 135. Cái này như vậy. À, 130. Combo 4 cây này, mã số là S77. S77 nha anh chị ơi. S77. Một cây. Hai cây. Ba cây này dành cho các chú ha. Ông cây này nữ rồi, cây này bỏ đổi đi. Đổi qua cây khác cho nó nam tính lên. Cái cây này đi. Cái này hàng hiệu nha anh chị ơi.
Cái này không là dư tiền. Cái này độ mới cao, hàng hiệu Nikon của Nam. Size ngang là nực 140. Cái này đang có hơi oxy hóa phía trong mà. Bên ngoài ok. 140, cái này cũng vậy. Cái này là được 135. Combo này mã số là X78 nha anh chị ơi. X78 cho combo này nha. Mã X78. Rồi tiếp tục. Ok. Cái này xinh quá. Đây, hai cây. Này cũng có nữ luôn nè. Ba cây. Thêm cây nữa đi cho nó nhiều. Bốn cây này đi. Bốn cây này một combo của nữ nha. Cái này rất là xinh nè, gọng nó ạt như vậy nên vậy. Đẹp lắm ha. Rồi. À, size ngang là được 135. 140. Cái này gọng bên sau là nó đẹp như vậy nè. Đó, xinh lắm. 140. Rồi cái này thì nó hơi cũ cái chồng nhưng mà cái gọng nó cũng đẹp. 140. Combo này mã X79. X79 cho combo này. X79 nha. Rồi tiếp tục đi. Một cây nè. Hai cây. Ba. Bốn cây. Bốn cây này cho một combo ha. Rồi, size là được 130. 130, cái này cũng xinh quá. Relax vậy nè. 130. Cái này cũng đẹp, hàng hiệu Jackman nè anh chị, xinh không? Có bông hoa cái bên hông nè. Chỗ này. Đó. Nhân với lại 135. Mã số là X80 cho combo này. Rồi, em kết thúc video ở đây anh chị nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye.